Xin chào tất cả các anh chị đến kênh LTK Bonsai. Rất vui được gặp lại các anh chị. Hôm nay có về số cây chanh vàng lá nhỏ mà cắt phôi nha, chứ về cây phôi chanh đỏ với một số chanh tàn với chanh tàn đỏ với vàng luôn, chứ về một ít tím sen với hai cây hồng phấn. Xin chào luôn các anh chị. Dạ em địa chỉ Phạm Phú Hai, xã Trung Hưng, huyện Đỏ, thành phố Cần Thơ, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại của em là 0378 766 77, cũng là số Zalo của em luôn. Rồi, trước tiên là Zalo của anh chị là cây phôi vàng. Phôi vàng mà lá nhỏ nha. Rồi cái này chiều cao khoảng 30. Rồi tổng thân nó là 12,5. Cái này có xử lý rễ hết của các anh chị. Để với cây mình khỏe nha, các bác chị cứ yên tâm nha. Rồi cái số 1, 1A, vô lô bác chị là 250.000 luôn. Chanh vàng lá nhỏ. Cái 2A. Chiều cao nó khoảng 50. Rồi tổng thân nó là 14. Quay cái đấy nè, cái này đấy rất là đều của anh chị, nguyên phôi này, nguyên cái lô này đấy đẹp lắm ha. Rồi cái 2A cho luôn anh chị là 300.000 luôn, chanh vàng lá nhỏ. Cái này chỉ cắt xương xương thôi ha, của bác anh chị đi chơi mình tùy thích, thấp cao dễ thôi ha. Rồi cái 3A chiều cao khoảng 50, tổng hoành thân nó là 16. Cây 3A cho luôn bán chị là 350.000 luôn, chanh vàng lá nhỏ. Cây 4A chiều cao nó khoảng 50, tổng thân nó là 15. Cái này đế rất là đều nè, đẹp luôn. Rồi cây 4A cho luôn bán chị là 400.000 luôn, chanh vàng lá nhỏ. Cái 5A chiều cao khoảng 50, tổng quanh thân đó là 14. Cây 5A cho luôn bán chỉ là 300.000 luôn, chanh vàng lá nhỏ. Lô này già cây lắm của anh chị. Cây 6A cái phôi tím sen chiều cao nó khoảng 45, tổng thân nó là 9,5. Rồi cây 6A giao lưu bán chị là 300.000 luôn, cho cái tím sen luôn. Cái 7A chiều cao khoảng 60, tổng thân nó là 14,5. Rồi cái 7A vô lưu bán chị là 350.000 luôn, chanh vàng lá nhỏ. Cái 8A chiều cao khoảng 35, tổng hoành thân đó là 14. Rồi cái 8A vô lưu bán chị là 350.000 luôn, chanh vàng lá nhỏ. Cái 9A chiều cao khoảng 50, tổng hoành thân đó là 13. Rồi cái 9A cho luôn bán chị là 300.000 luôn, chanh vàng lá nhỏ. Cái 10A chiều cao nó khoảng 50, tổng hoành thân đó là 12. Rồi cái 10A cho luôn bán chị là 250.000 luôn, chanh vàng lá nhỏ. Cái 11A chiều cao khoảng 50, tổng thân nó là 13. Rồi tổng nguyên cũ đó là 18. Cái 11A vô lưu bắt chỉ là 300.000 luôn, chanh vàng lá nhỏ. Cái 12A chiều cao khoảng 35, tổng thân đó là 13.
Rồi cái 12 a vô luôn bắt chỉ là 300.000 luôn. Trang vàng lá nhỏ. Cái 13 a chiều cao khoảng 40. Tổng hoàn thân nó là 13.5. Mười ba vô lưu bắt chị là 300.000 luôn, trang vàng lá nhỏ là bao ship toàn quốc của anh chị. 14A chiều cao khoảng 40, tổng hoàn thân đó là 16. Cái 14A vô lưu bắt chị là 350.000 luôn, trang vàng lá nhỏ. Cái 15A chiều cao khoảng 60, tổng quanh thân đó là 15.5. Mười lăm a giao lưu bắt chị là 350.000 luôn, trang vàng lá nhỏ. Cái 16A chiều cao khoảng 50, tổng quanh thân đó là 13. Mười sáu a vô luôn đó chỉ là 250.000 luôn, trang vàng nó nhỏ. Cái 17A chiều cao khoảng 35, tổng hình thân nó 15.5. 17A vô luôn đó chỉ là 250.000 luôn, trang vàng nó nhỏ. Cái 18A chiều cao khoảng 45, tổng hình thân đó là 16. Rồi cái 18A vô luôn á chị là 300.000 luôn, trang vàng nó nhỏ. 19A chiều cao khoảng 45, này trang đỏ quá anh chị, tổng hình thân đó là 13. Rồi 19A vô luôn bán chị là 300.000 luôn, trang đỏ nó nhỏ. 20A chiều cao khoảng 35, tổng thân đó là 14.5. Rồi 20A vô luôn bán chị là 250.000 luôn, trang đỏ nó nhỏ. 21A chiều cao khoảng 35, tổng thân đó là 10.5. Rồi cái 2A vô luôn bác anh chị là 250.000 luôn, trang đỏ lá nhỏ. Rồi tục tới cái tàn nha. Rồi cái tàn chứ trang, trang vàng lá nhỏ luôn. Cái này có em đo chiều cao chiều ngang hết quá chị. Cái này chiều cao đó 1.5, tán ngang 60, tổng thân đó 14.5. Rồi cây 22A Zalo của anh chị là 450.000 luôn, trang vàng lá nhỏ. Cây 23A chiều cao 1.45, tán ngang 70, tổng hoàn thân đó là 15.5. Cái 23 vô luôn bắt chị là 400.000 luôn, trang vàng lá nhỏ. 24A chiều cao 1.5, tán ngang 50, tổng thân 11.5. 24A vô luôn bắt chị là 400.000 luôn, trang vàng lá nhỏ. 25A chiều cao 1.1, tán ngang 55, tổng thân đó là 13. Rồi cái 25A vô luôn quá chị là 350.000 luôn, trang vàng lá nhỏ. 26A chiều cao 1.5, tán ngang 60, tổng thân đó là 12. Rồi 26A vô luôn quá chị là 450.000 luôn, trang vàng lá nhỏ.
27 nha. Chiều cao 1m35, 8065. Tổng thân nó là 11. Rồi cái 27 nha, vô lua bắt chị là 350.000 luôn. Cái nhà nó nhỏ. 28 nha. Chiều cao 1m3. Nó lộn. 8055. Tổng hình thân đó là 14. Rồi 28 mai vô lưu bán chị là 450.000 luôn. Chân vàng lá nhỏ. 29 nè. Chiều cao mét 45. 8060. Tổng hình thân đó 14 gửi. Rồi 29 nha, vô lưu bán chị là 450.000 luôn. Chân vàng lá nhỏ. 30 ha. Chiều cao mét 35. 8070. Ngày đế đẹp. Tổng hoàn thân nó 13. Rồi cái 33, 30A giao lưu bắt chị là 400.000 luôn. Cái nhà nó nhỏ. 31A, chiều cao mét 2. 8050. Tổng hoàn thân nó 12. 31A vô lưu bắt chị là 350.000 luôn. Rồi xuống rồi. 32A chiều cao mét 3, 8070. Tổng thân nó 11. Rồi 32A vô lưu bắt chị là 350.000 luôn. Căn nhà nó nhỏ. 33A chiều cao mét 2, 8070. Tổng thân đó là 12 gửi. 32A vô lưu bắt chị là 350.000 luôn. Căn nhà nó nhỏ. 34A chiều cao mét 4, 8050. Tổng thân đó là 14. 34A vô lưu bắt chị là 400.000 luôn. Căn nhà lá nhỏ. 35A chiều cao mét 25, 8060. Tổng thân đó là 9. Rồi cây 35A vô lưu bắt chị là 350.000 luôn. Căn nhà lá nhỏ. 36A chiều cao mét 3, 8060. Tổng thân có 11. 36A vô lưu bán chỉ là 350.000 luôn. Căn nhà nó nhỏ. 37A chiều cao mét 2, 8060. Tổng thân đó là 10 rưỡi. 37A vô lưu bắt chị là 350.000 luôn. Căn nhà quá nhỏ. 38A chiều cao mét 2, 8060. Tổng thân đó là 9. Rồi cái 38A vô lưu bắt chị là 300.000 luôn. Căn nhà quá nhỏ. 39A chiều cao mét 4, 8070. Tổng thân đó là 10. Rồi cái 39A vô lưu bán chỉ là 350.000 luôn. Căn nhà lá nhỏ. 40A chiều cao mét 3, 8065. Tổng thân đó là 10 gửi. Rồi cái 40A vô lưu bán chỉ là 350.000 luôn. Căn nhà quá nhỏ. 41A chiều cao 1m15, 8060. Tổng hình thân đó là 10. Rồi cây 41A cho lưu của bác chị là 350.000 luôn.
nhân vàng lá nhỏ. Bốn hai a chiều cao 1m25, bán ngang 65, tổng thân nó là 11. Rồi cây 42A vô lưu bán chị là 350.000 luôn. Chân vàng lá nhỏ. 43A chiều cao 1m2, 8.065. Tổng thân nó là 8.5. Rồi cây 43A vô lưu bán chị là 300.000 luôn. Chân vàng lá nhỏ. 44A chiều cao 1m2, 8.060. Tổng thân đó là 11. Rồi cây 44A vô lưu bắt anh chị là 300.000 luôn. Chân vàng lá nhỏ. 45A chiều cao 1m3, 8.075. Này đéo nẹt. Tổng thân đó là 11. Rồi cây 45A vô lưu bắt chị là 400.000 luôn. Chân đỏ lá nhỏ. 46A chiều cao 1m15, 8.065. Tổng thân đó là 9. Rồi cây 46A cho luôn bán chị là 300.000 luôn. Chân đỏ là nhỏ. 47A chiều cao 1m3, 8.070. Tổng hình thân đó là 11. Rồi cây 47A vô lưu bán chị là 350.000 luôn. Chân đỏ nó nhỏ. 48A chiều cao 1m35, 8.050. Tổng hình thân đó là 10. Rồi cây 48A vô lưu bán chị là 350.000 luôn. Chân đỏ nó nhỏ. 49A chiều cao 1m2, 8.065. Tổng thân đó là 8.5. Rồi cái 49A vô lô bắt chị là 300.000 luôn. Chân đỏ nó nhỏ. 50A chiều cao 1m4, 8.055. Tổng thân đó là 10.5. Rồi cái 50A vô lô bắt chị là 350.000 luôn. Chân đỏ nó nhỏ. 51A chiều cao 1m, 8.050. Này tính sen quá chị. Rồi tổng hình thân đó là 8. Rồi cây 51A gia lưu bắt chị là 300.000 luôn. Tôi phải tính sen. 52A chiều cao 1m, 8.060. Tổng thân đó là 11. Cây 52A vô lưu bắt chị là 300.000 luôn. Tôi cứ tính xem. 53A chiều cao 1m1, 8.055. Tổng thân đó là 10. Rồi 53A vô lưu bắt chị là 300.000 luôn. Tôi cứ tính xem. Cây 54 chiều cao 1m1, 8.055. Rồi tổng thân đó là 8.5, cái 8 nè. Rồi 54A cho lưu bắt chị là 350.000 luôn. Tôi cái tính xem. Rồi cái 55A cái hồng phấn đó quấn chiều cao 1m6, 8.080. Tổng hình thân đó là 12.5, kể 12 ha. Rồi cây 55A vô lưu quán chị là 750.000 luôn. Tôi kêu phát lâu quá. Cái này một cặp thôi quá chị. Được cặp ha. Rồi 56A là cây cuối cùng trong lô luôn. Chiều cao 1m65, 8.080. Rồi tổng hình thân đó là 13.
Rồi cây 56 ha, giá luôn bác chị là 750.000 luôn. Số cái hồng hấn lâu quá. Khoan cơ. Hai cây này đều đẹp luôn nha. Rồi, mến chào quán chị, hẹn gặp lại quán chị giờ đến sau, mến chào hẹn gặp lại.